này thiện hiện nếu đại bồ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa cũng chẳng nên trụ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì sao vì bố thí ba la mật đa chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa cũng chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bổ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ pháp không nội cũng chẳng nên trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh vì sao? Vì Pháp không nội chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép Ba La Mật Đa, chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ trơn như cũng chẳng nên trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì vì sao? Vì chân như chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, tương cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ thánh đế khổ, cũng chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì thánh đế khổ chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này thiện hiện đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa, chẳng bìa bỏ nhau. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ bốn tịnh lự, cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? vì bốn tịnh lự chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng bìa bỏ nhau